Một bộ phim doanh thu kỷ lục của đạo diễn James Cameron. Một thế giới giả tưởng đẹp nhất từng được vẽ ra. Một câu chuyện truyền cảm hứng đủ để xem mà không biết chán. Đó là Avatar. Trong thời buổi sữa nhiều hơn bò, Ubisoft đã xuất hiện để mang trở lại thế giới đầy ma mị của những người Na'vi lên PS5, PC, Xbox từ ngày 7 tháng 12 năm nay, để cho đông đảo bà con gần xa cùng trải nghiệm. Vậy tựa game này thế nào? Có bùng nổ như phim không? Hãy cùng đến với miêu tả game Avatar Frontier of Pandora, hay với cái tên khác là Far Cry người Na'vi. Điều đó có nghĩa là thế giới trong game sẽ được xây dựng dạng thế giới mở. Lần đầu tiên thì mình muốn khẳng định rằng phần cốt truyện trong game sẽ không liên quan đến cốt truyện trong phim Avatar, nhưng sẽ đóng vai trò mở rộng các nhánh vũ trụ mới của branding này. Tuy là sẽ không crossover bản phim gốc, nhưng sẽ có vài tình tiết mà có nhắc đến, như bà Frances Ashmore, một trong những thủ lĩnh của RDA. Ok, vậy câu chuyện của thổ tả Đông Lan này sẽ nói về cái gì? Trước tiên thì mình xin nói trước là mình không phải fan của dòng Avatar, nên có thể lời lẽ sẽ hơi chì chiết một tí. Anh em nào fan của Avatar thì vui vẻ hoan hỉ nha. Bước vào trò chơi, chúng ta sẽ vào vai nhân vật chính, góc nhìn thứ nhất, méo có tên. Nếu mà nghía qua phần trailer của game thì có thể thấy là giọng lồng là nữ. I was abducted by the RDA and trained in their ways. Nhưng đây là game thế giới mở, nên khi vào game sẽ chỉnh được thành nam để kiểu phong cách chống đối xã hội. Before, I'll help you now. You helped me before. I'll help you now. All right, the first rule is cardio. Now I get it. Ngoài giới tính ra thì như một con game gần đây tôi đã bôi nhọ, các bạn có thể xem ở góc phải màn hình. Chúng ta còn có thể chỉnh được lông đầu, body và hình sơn. Kiểu người Na'vi thay vì xăm hình thì họ sơn ấy. Cũng không quan trọng lắm đâu vì sau này cũng chỉnh lại được. Bối cảnh của game sẽ xảy ra trước sự kiện Battle of the Hallelujah Mountains, hay còn được biết đến với cái tên khác là The Assault on the Three Souls. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa phe con người, bao gồm quân đội phục vụ RDA và lực lượng đồng minh của người Na'vi bản địa. Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về những anh em xanh sao và trục xuất gần như tất cả người RDA khỏi Pandora. Trước khi những sự kiện chính đó xảy ra, một chương trình của RDA có tên là TRP, có tên là TAP đi, bắt cóc những đứa trẻ Na'vi với mục tiêu nuôi dạy, sinh sản và tẩy não từ bé, truyền bá một niềm tin rằng chúng là con người để sau này chống lại chính chủng loại của mình. Vì là những đứa trẻ con có ngoại hình khoảng 1m8 nên chúng tỏ ra vô cùng yếu đuối trước sự khủng bố tinh thần của loài người. Cách chống trả duy nhất đó là hát. You are what I made you. We may not remember the words, but we can still sing the songs of our people. Chỗ này mình có một lưu ý về số ngón tay của người Na'vi. Có người 4 ngón, kẻ thì lại 5. Nếu là người Na'vi gốc thì sẽ chỉ có 4 ngón vì 6 bài không kỹ. Còn là người trong chương trình TAP thì sẽ là người Lai Avatar và có 5 ngón. Những đứa trẻ bị bắt và được huấn luyện ở Hellgate, nhưng sau sự thất bại của cuộc chiến kể trên, người Na'vi đã tấn công vào căn cứ này của loài người và giải cứu kịp thời đám trẻ trước khi chúng bị khử bởi RDA. Đám trẻ may mắn vì đã được cô giáo của chúng là Ama Kotet đưa vào giường ngủ lạnh để tránh bị hành hình. 15 năm sau, nghĩa là vào khoảng năm 2169, đám trẻ nhỏ này đã bớt trẻ, thức dậy và tự do khám phá nơi mình đã sinh ra. Nhưng do nằm giường lạnh đã lâu, họ bị những người Na'vi khác coi là những kẻ lạ mặt, nên buộc phải tìm cách để tìm lại di sản của bản thân. Và ở đây chúng ta thiếu một cú hích đủ mạnh để người Na'vi đoàn kết trở lại. Vậy là RDA comeback, vấn đề được giải quyết. Đó là sơ qua những gì sẽ xảy ra trong tựa game này. Tiếp theo tôi sẽ nói tại sao Avatar là bản mod của Far Cry. Đầu tiên là hệ thống nhiệm vụ của trò chơi. Anh em nào ở đây từng chơi khóc xa rồi thì đều biết, tuy bước vào thế giới của nó nhìn rất rộng rãi và tự do, nhưng thật sự thì lại là một thế giới mở bị giam lỏng. Hệ thống nhiệm vụ của Far Cry nổi tiếng với những vụ tấn công vào các căn cứ, dùng vũ khí và kỹ năng của nhân vật để hoàn thành. Mới chơi thì sẽ thấy nó khá là củ nghệ và cháy nổ, nhưng làm vài lần thì sẽ thấy sự lặp lại và tù túng. Avatar cũng vậy, bạn chắc chắn sẽ bị choáng ngợp bởi thế giới lung linh của Pandora. Thật ra cũng không lung linh lắm đâu khi mình tiết lộ cho các bạn biết, game này sử dụng công nghệ đồ họa Snowdrop, chứ không hề Unreal Engine 5. Công nghệ này có thể nói là công nghệ nhà làm của Ubisoft, nhưng chất lượng thì tùy cảm nhận. Đối với mình thì lại không ngon như nhà làm, khi mình thấy nó còn thua con game Horizon Zero Dawn.
Về chế độ chiến đấu thì chúng ta sẽ được sử dụng cung tên, sử dụng súng, sẽ lại có những bình độc thay vì bình ga, những cú kết liễu kẻ thù bằng đánh lén. Nó như một sự lai tạp giữa Far Cry Primal, Assassin's Creed, Far Cry 5 và gần như chỉ có thế. Ngắm bắn và hạ mục tiêu, không có gì thú vị cả. Thứ vui nhất có lẽ là việc chúng ta có thể cưỡi các con rồng Ikran và không chiến với các loại máy bay chiến đấu hiện đại. Thật ra cái này chả khác gì là máy bay chiến đấu và bắn nhau cả. Chả qua là fan service nên nhìn sẽ thích. Có một điều mình hơi lấn cấn là tại sao phải đẩy sang góc nhìn thứ ba khi cưỡi rồng. Chắc khả năng cao là vì góc nhìn thứ nhất hơi nôn. Một tính năng trong chiến đấu đó là Navisen, giúp chúng ta có thể đánh hơi được vị trí của kẻ thù, được đánh dấu màu đỏ. Còn lại là những màu khác như vật phẩm hay đồ để craft. Nào mấy ông thấy nó có y hệt Assassin's Creed chưa? Một đặc sản nữa không thể thiếu đó là những checkpoint. Mình cảm thấy khá vô lý với một tựa game thế giới mở mà lại tạo điều kiện để người chơi fast travel, mất công gây dựng nên một thế giới chi tiết màu sắc nhưng lại cướp đi người quan sát nó. Thật ra mình biết việc fast travel sẽ giúp tiết kiệm được vô số thời gian, nhưng nếu như vậy, nó sẽ mang lại cho người chơi cảm giác là cày cuốc, như kiểu có nhiều mod game sẽ cày đồ đẹp để mặc trong con Assassin's Creed Valhalla, nhìn cũng ngầu phết. Nhưng mà phần trăm game thủ chơi dạng như vậy liệu có cao? Tiếp theo là một đặc sản không thể thiếu của Far Cry Primal, đó là săn bắn. Chúng ta như được áp dụng y hệt công thức từ tựa game tiền nhiệm. Mình không nói nó dở, nhưng nó hợp với một game sinh tồn hơn là phiêu lưu cốt truyện. Và việc đắm chìm vào những tính năng như vậy khiến người chơi sẽ sao nhãng. Ở Pandora có khá nhiều loại hoa và sinh vật nhìn gớm ghiếc, nhưng thu thập chúng thì lại nấu được những món ăn khá ngon để bổ dưỡng. Và nếu ai thích thì sẽ rất thích, còn ngược lại không quan tâm thì khó thấy hứng thú. Tổng kết lại, Avatar là tựa game đẹp, không liên quan đến mạch truyện chính của phim. Thế giới mở rộng lớn và diệu kỳ, thích hợp cho fan để khám phá về Pandora, nhưng mang lại một cảm giác cực kỳ là Far Cry, vì mỗi nhiệm vụ đều có vẻ như đã làm ở đâu đó, trong một phiên bản nào đó rồi. Cách vận hành mọi thứ từ chiến đấu, săn bắn rồi các tính năng nhân vật không có sự biến hóa và bất ngờ nào cả. $70 để mua lại sự quen thuộc nào đó ư? Tôi không nghĩ vậy. Bên cạnh đó thì cốt truyện sẽ tương đối là ổn. Yeah, người trong một tộc thì thương lấy nhau, chống lại kẻ ngoại xâm là con người. Nói chung thì như hồi bé mình xem kiểu này thì mình thấy ca ngợi tinh thần tự tôn dân tộc các thứ. Chứ giờ trưởng thành rồi chúng ta đều hiểu rằng quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh. Kẻ mạnh là kẻ thắng chứ làm gì có đúng sai. Mạnh rồi thì bành trướng hút máu của kẻ yếu hơn là nguyên lý cơ bản của thế giới hoang dã, chứ chưa cần bàn đến con người. Tóm cái váy, một tựa game rất fan service và đặc sệt Ubisoft. Như thường lệ, tôi là Châu Uy Linh. Còn bây giờ thì see ya. Hú yeah, hôm nay Jack Sully sẽ cưỡi rồng kể cho các bạn một câu chuyện mà các bạn đếch biết. Đó là thật ra cái hành tinh Pandora này này, nó có thật đấy. Nước Mỹ đang giấu bạn, cả thế giới cũng đang giấu bạn. Để bất cứ khi nào có biến cố gì đó, họ sẽ là những người đầu tiên bước đến phi thuyền và bay thẳng đến hành tinh này. Còn các bạn thì sao? Các bạn thì vẫn sẽ ngồi đấy mà hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ trái đất. Các bạn có tin câu chuyện vừa rồi mình kể không? Tin thì đó là được, chuyện bốc phét mà. Cưỡi rồng hay quá nên chém gió tí chứ. Tin người thế.